Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ cách làm bánh trung thu nhân thập cẩm theo yêu cầu. Loại nhân này thì khá là dễ làm do mình không cần phải sên nhân như những loại bánh kia. Nhân thập cẩm thì thông thường Nguyên làm không có quá ngọt cho người ăn kiêng dùng vẫn được luôn. Tại vì mình có thể điều chỉnh độ ngọt theo ý muốn của mình và nhân vẫn mềm dẻo không có bị cứng, ăn rất là ngon. Phần nhân thì Nguyên dùng 5 loại mứt và 3 loại hạt. Tổng cộng là 8 loại thì đã được ghi trên màn hình nhỏ. Nếu mà các bạn muốn điều chỉnh độ ngọt là mình giảm mứt và mình tăng thêm các loại hạt nha. Đây là mỡ đường mà Nguyên tự làm nè. Cách làm thì cũng rất là nhanh và đơn giản. Nguyên sẽ ghi chi tiết ở phần nội dung mô tả. Hoặc là các bạn có thể mua người ta làm sẵn ở chỗ nào mà bán bột và dụng cụ làm bánh trung thu là có bán nha. Ngoài mứt và hạt thì Nguyên cho thêm lạp xưởng với lại lạp vịt, mỗi loại là 100 g. Lạp vịt này là ngọt nha, chứ không phải mặn. Nếu mà các bạn muốn mua thì mình tìm ở trong chợ, những quầy tạp hóa hoặc là chợ lớn đều có bán nha. Mình cho thêm lạp vịt vào thì ăn rất là ngon. Nếu mà không có mua được thì các bạn có thể dùng luôn 200 g lạp xưởng cũng được. Đầu tiên thì mình sẽ đi nấu nước để mình trộn lạp xưởng với lại lạp vịt. Nguyên dùng cái chảo và mình cho vào đây một ít nước. Mình nấu cho cái nước này sôi nha. Và nước sau khi sôi mình mới cho lạp vịt với lại lạp xưởng vào mình trụng. Thời gian trụng là 1 phút nha. Sau 1 phút thì mình gấp ra. Các bạn thấy là cái phần nước trụng nó rất là dơ luôn nè. Rất là đục và mỡ cũng rất là nhiều. Cái này các bạn nên rửa lại một lần cho nó thiệt là sạch mỡ nha. Và sau khi mình rửa xong mình cũng lau cho lạp xưởng với lại lạp vịt nó thật là khô. Như vậy thì cái phần nhân mình nó không có tiếp xúc với nhiều nước nó sẽ để được lâu và không có bị mốc đó. Lạp vịt sau khi mình luộc xong thì nó cũng dễ cắt nè. Mình sẽ cắt sợi dài nha và sau đó mình cắt hạt lựu nhỏ. Các bạn cố gắng cắt cái hạt lựu hơi nhỏ nha, tại vì mình cắt lớn quá lúc mà mình đóng bánh nó làm cho cái vỏ bánh nó bị lủng nha. Lạp xưởng thì mình cũng cắt ra làm tư ha, sau đó thì mình cắt hạt lựu nè, mình cũng cố gắng cắt cho thật là nhỏ luôn. Như vậy là mình đã cắt xong rồi. Bây giờ thì mình chuẩn bị cái chảo để mình rang hạt nha. Trước tiên thì mình làm nóng cái chảo, mình để lửa trung bình thấp. Nếu mà lửa lớn quá thì nó rất là nhanh khét ha. Và mình sẽ cho hạt bí vào trước, tại vì hạt bí này nó to mình sẽ rang 1 phút. Và sau 1 phút thấy nó hơi vàng nhẹ nhẹ ha thì mình mới cho hạt dưa vào mình rang. Và mình cũng rang tiếp 1 phút. Sau đó thì mình cho mè trắng vào mình rang. Khi cho mè trắng vào thì mình cũng rang 1 phút ha, như vậy tổng cộng mình rang 3 phút. Sau khi mình rang xong là mình lắc như vậy cho nó vàng đều ha, rồi mình đổ ra cái đĩa như vậy là xong rồi. Bây giờ thì mình cân bột để làm vỏ bánh. Hôm nay thì Nguyên không có dùng nước đường mà sử dụng mật ong cho nên cái phần bột Nguyên dùng là 250 g. Bột mì này là bột mì số 8 thì protein 7.5% cho đến 9%. Các bạn có thể dùng bột bánh bông lan cũng được nha. Và 40 g dầu đậu phộng. Nếu mà không có dầu đậu phộng thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê bơ đậu phộng và mình dùng dầu bình thường cũng được ha. Công thức này thì Nguyên không có dùng nước đường mà mình dùng mật ong. Mật ong thì Nguyên dùng 130 g. Công thức bánh trung thu nhân đậu đỏ thì Nguyên dùng 130 g nước đường, nhưng mà cái phần bột mình chỉ sử dụng 230 g. Còn mình dùng mật ong thì cái phần bột sẽ nhiều hơn. Để vỏ bánh đẹp hơn thì mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hắc xì dầu. Mình có thể dùng ki cáp hoặc là nước màu cũng được. Và 1 lòng đỏ trứng gà. Người Hoa làm vỏ bánh trung thu thì hay cho nước tro tàu để cái phần vỏ nó mềm thì Nguyên cho vào đây 1/4 muỗng cà phê nước tro tàu. Sau đó thì mình dùng cái phới lòng mình khuấy cho thật là đều. Lượng bột thì cũng tùy theo mật ong nha, nhiều khi mật ong mà nó đặc hơn thì cái lượng bột nó sẽ dao động từ 230 g cho đến 250 g. Do Nguyên dùng cái loại mật ong này nó rất là lỏng cho nên cái phần bột mình sẽ sử dụng là 250 g. Khi mình cho bột mình chia ra làm 2 cho đến 3 lần cho vào. Và khi cho vào mình trộn nhẹ nhàng như vậy nè. Trộn đến khi nào thấm hết rồi thì mình tiếp tục cho vào. Vỏ bánh trung thu là mình không có cần trộn kỹ quá, nếu mà mình trộn nhiều thì lúc mà mình làm bánh xong ăn cái bánh nó rất là dai và cứng lắm. Khi thấy thấm hết rồi thì mình cứ tiếp tục cho bột vào rồi mình trộn. Nếu mà mình cảm thấy nó còn hơi dính tay thì mình cứ thêm luôn cái phần bột cuối cùng vào nha. Do công thức này Nguyên cũng có làm qua rồi cho nên cái phần bột Nguyên cho vào hết luôn thì mình không có cần canh chỉnh. Còn như các bạn lần đầu làm thì mình phải cho vào từ từ nha. Tại vì mỗi loại mật ong thì nó có cái độ loãng và đặc khác nhau cho nên mình cứ canh từ từ. Và mình đeo bao tay vào mình cứ trộn, mình nắn nhẹ nhàng như vậy nè cho đến khi nào mà thấy không còn bột khô là được. Khi mà mình mới trộn xong thì mình cảm nhận là bột này nó hơi nhão và cũng có hơi dính tay nha. Nhưng mà không có sao nha, chút nữa mình để cho bột nghỉ một lát là nó sẽ cứng lại một chút nữa. Nếu mà các bạn thấy nó nhão như vậy mà mình cho thêm bột thì lúc mà mình để 1 tiếng đồng hồ sau là cái phần bột nó sẽ rất là khô nha. Và như vậy mình làm cái bánh nó cứng, nó không có được ngon á. Xong rồi thì mình nhớ bọc food wrap để cho cái bột này nó không có tiếp xúc với không khí. Như vậy bột nó không có bị khô mặt. Mình sẽ ủ bột khoảng 1 tiếng là được nha. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn nhân. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết và bây giờ mình sẽ đi trộn nhân nha. Và để tạo độ kết dính cho nhân bánh thì Nguyên dùng Syrup Bắp. Cái loại Syrup Bắp này nó không có ngọt nè, cho nên bạn nào mà muốn ăn nhân thập cẩm nhưng mà ăn kiêng thì mình có thể dùng, nó rất là thích hợp. Các bạn tìm mua cái loại Syrup Bắp này ở chỗ nào mà chuyên bán bột hoặc là dụng cụ làm bánh, trên Lazada, Shopee đều có bán nha. Còn nếu không thì các bạn cho mật ong thì cái phần nhân ăn nó sẽ hơi ngọt. Còn nếu mà các bạn không muốn cho mật ong vì quá ngọt thì các bạn cho nước vào để trộn nhân. Nhưng mà cho nước thì cái phần nhân nó sẽ rất là nhanh bị mốc nha. Còn rượu để làm nhân bánh thì Nguyên sử dụng rượu mai Quế Lộ của Hồng Kông nha. Cái này thì Nguyên mua ở trên số 96 đường Châu Văn Liêm, quận 5 á. Loại rượu này thì cái mùi nó khác hoàn toàn so với rượu mai Quế Lộ của Việt Nam. Nó không có mùi thuốc bắc á, nó thơm nhẹ mùi hoa hồng. Tại vì mai quế tức là hoa hồng nha. Nếu mà các bạn không có rượu này thì mình mua cái loại rượu mai Quế Lộ của Việt Nam. Bây giờ thì mình trộn nhân nha. Mình chuẩn bị sẵn một cái tô lớn, cho lạp xưởng lạp vịt vào. Các loại mứt mình cũng cho vào luôn. Nếu mà các bạn mua được lạp vịt thật ra mình không cần phải cho mỡ đường cũng được nha. Tại vì lạp vịt thì nó cũng có cái phần mỡ ăn rất là giòn và trong lắm. Khi cho hết nguyên liệu vào tô rồi thì Nguyên cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Và Nguyên cho vào 2 muỗng canh rượu mai Quế Lộ. Nếu mà các bạn không mua được cái loại này mà mình mua mai Quế Lộ của Việt Nam thì mình cho 1 muỗng canh cũng được nha. Tại vì cho nhiều quá thì nó rất là nặng mùi thuốc bắc á. Syrup Bắp thì Nguyên cho vào 100 g. Nếu mà các bạn thích ăn cái nhân bánh nó mềm dẻo hơn thì mình có thể cho 120 g. Sau đó thì mình dùng đũa mình trộn cho thật là đều. Khi trộn nhân thì mình ngửi thấy cái mùi mai Quế Lộ với lại lạp xưởng rất là thơm luôn nha các bạn. Và sau cùng mình mới cho bột vào. Ở đây là 100 g bột bánh dẻo, tức là bột nếp mà mình đã rang chín á. Nếu mà các bạn làm cái nhân thập cẩm chay thì mình không có cho lạp xưởng với lại lạp vịt vào và mình thêm vào các loại hạt và mình cũng trộn nhân bằng cách này thì cũng được nha. Khi trộn xong các bạn đeo bao tay vào, mình nắn thử cái phần nhân mà nó kết dính như vậy là được rồi nè. Nếu mà các bạn muốn mềm hơn thì như lúc nãy Nguyên đã nói là mình có thể cho thêm một ít Syrup Bắp vào, nhưng mà Nguyên thấy như vậy cũng được rồi. Cái phần nhân này mình sẽ làm được 8 cái bánh trung thu cho nên Nguyên đã chuẩn bị 8 cái lòng đỏ trứng muối. Trứng muối này Nguyên tự làm nè. Khi bóc vỏ thì mình dùng rượu rửa cho sạch chứ mình không có dùng nước rửa nha. Cái bánh trung thu 150 g thì cái phần nhân với lại trứng là 100 g. Còn vỏ bánh sẽ là 50 g, tỷ lệ là 2:1. Mình sẽ nắn cho cái nhân này là nó thật là kết dính và thành một cái viên tròn ha. Sau đó thì mình tạo một cái lỗ ở chính giữa để mình để cái lòng đỏ trứng muối vào. Lòng đỏ trứng muối thông thường Nguyên đóng bánh trực tiếp chứ không có nướng qua. Do cái trứng muối là Nguyên tự làm thì Nguyên thấy cái lòng đỏ khi mà mình nướng bánh xong nó rất là mềm rồi. Nếu mà mình nướng qua nữa mà mình đóng bánh thì sẽ làm cho cái trứng muối nó không có thành hình tròn, nó hay bị dẹp lắm. Nhưng mà các bạn nhớ là mình phải rửa lại rượu trắng để cho lòng đỏ nó không có mùi tanh nha. Sau khi làm một cái lỗ chính giữa rồi thì mình cho lòng đỏ trứng muối vào trong. Sau đó thì mình túm lại cho nó kết dính vào với nhau rồi mình vo thành viên tròn. Rồi mình cứ tiếp tục làm luôn 7 viên còn lại. Sau khi làm xong thì cái phần nhân mình dư được khoảng 30g. Nếu mà lòng đỏ trứng muối của các bạn mua mà nó nhỏ thì cái phần nhân này nó cũng không có dư nhiều nha. Do trứng muối của Nguyên làm là mình chọn trứng to cho nên một cái lòng đỏ thì nó từ 15 cho đến 16g thì mình cũng mới dư như vậy thôi nha. Bột này Nguyên ủ được 45 phút nè. Bây giờ mình sờ tay vào thì nó không có nhão như lúc nãy nha. Nó cứng hơn một chút. Bây giờ thì mình không có trộn lại nữa nha. Mà mình dùng cái muỗng mình múc bột ra. Bột đạt là khi mà mình ấn cái tay vào mà xung quanh nó không có bị nứt ra, như vậy là đạt nha. Nếu mà bị nứt ra tức là cái phần bột này nó hơi khô đó. Một cái bánh trung thu 150g mình sẽ chia tỷ lệ 2:1, cái phần nhân 100g là 2, còn cái phần bột 1 tức là 50g nha. Làm vỏ bánh trung thu thì thông thường Nguyên sẽ dùng cái đĩa inox mà mình bọc cái food wrap nha, để mình ấn bột nó không có bị dính bột. Nếu mà các bạn không có cái dụng cụ này thì mình dùng cây cán bột nha, nhưng mà có cái dụng cụ này thì làm rất là dễ luôn. Mình lấy bột mình xe cho thật là tròn, sau đó mình dùng tay mình ấn nhẹ, ấn cho cái miếng bột nó tương đối khoảng 5cm ha. Rồi mình dùng cái đĩa này nè, mình ấn nhẹ, mình lắc nhẹ như vậy nha, mình không có ấn mạnh quá. Các bạn thấy là rất là dễ làm ha. Mình ấn cho đến khi nào mà nó dẹp ra khoảng 10cm là được nha. Cái đĩa này mình có bọc food wrap nên khi mà mình lấy ra nó cũng rất là dễ dàng nè. Rồi mình để vào bàn tay của mình và mình đặt viên nhân ngay chính giữa. Mình úp lại nha. Tay trái thì mình giữ cái viên nhân, còn bên tay phải mình vừa xoay và mình vuốt cái miếng bột sao cho nó úp sát cái phần nhân ha. Mình cố gắng ém cho cái miếng bột thật là sát cái viên nhân thì khi mình nướng bánh xong nó không có bị tách vỏ nha. Bây giờ thì mình lật nó lên nè. Và mình tiếp tục mình vừa xoay và mình vừa ém cái miếng bột cho nó mỏng lên từ từ. Nguyên thấy nhân thập cẩm thì mình rất là dễ bọc vỏ bánh, do nó cứng mình rất là dễ làm. Còn như những cái nhân đậu hay là nhân hạt sen này kia thì nó hơi mềm thì nó khó làm hơn một chút. Thông thường làm nhân thập cẩm thì Nguyên không có dùng cây tăm để xăm cái lỗ để cho nó thoát hơi nha. Còn nhân đậu hoặc là hạt sen thì mình làm như vậy. Và đến cuối cùng mình miết cho cái miếng bột nó dính vào nhau như vậy là được rồi nè. Sau đó thì mình vo tròn lại. Cái phần lúc nãy mình miết bánh thì mình sẽ làm cái đế bánh nha. Rồi bây giờ thì mình để vào cái vỉ nướng luôn. Cái vỉ này mình phải lót cái tờ giấy nướng bánh. Sau khi mình bọc hết phần nhân rồi, bây giờ thì mỗi một viên mình sẽ lấy ra và mình thoa một ít bột nha. Bột này là bột mì số 8. Mình chỉ thoa một lớp nhẹ thôi, cũng không có cần phải thoa nhiều đâu. Mình thoa qua một lớp bột như vậy, lúc mà mình đóng bánh thì nó không có bị dính cái khuôn á. Như vậy là xong rồi nè. Cái khuôn bánh này là 150g, các bạn nhớ là mình cũng cho một ít bột vào để như vậy mình đóng bánh ra nó không có bị dính. Và trước khi đóng bánh mình đi làm nóng lò 20 phút, nhiệt độ là 230 độ C nha. Bây giờ thì mình đi đóng bánh nha, thì mình để cái khuôn vào nhẹ nhàng ha. Sau đó thì mình ấn cái khuôn xuống. Mình ấn mình giữ khoảng từ 5 cho đến 7 giây, sau đó thì mình lấy cái khuôn ra. Và những cái bánh còn lại mình cũng làm tương tự nha. Nếu mà cảm thấy có bột thì mình phủi cái bột đó đi. Và trước khi mình cho vào lò nướng thì mình phải xịt nước cái bánh nha. Như vậy thì cho vào nó không có nóng đột ngột á, cái bánh nó không có bị nứt vỏ. Mình đặt cái khay nướng bánh vào rãnh giữa cái lò nướng. Nhiệt độ bây giờ là 230 độ C và thời gian nướng bánh lần đầu là 10 phút. Sau 10 phút thì mình lấy bánh ra, mình để khoảng 10 cho đến 15 phút mình mới quét trứng nha. Nguyên dùng một cái lòng đỏ trứng, sau đó mình rây lại. Và Nguyên cho vào đây một muỗng cà phê nước lọc. Khi cho nước vào rồi thì mình khuấy cho nước với lại lòng đỏ nó hòa quyện vào với nhau. Lúc mà mình quét trứng là mình phải gạt cái cây cọ này cho nó chảy bớt cái phần lòng đỏ ra nha. Nếu mà mình cho vào nhiều quá là nó làm cho cái bánh nó bị lem, không có được đẹp. Mình chỉ quét cái phần hoa văn nổi lên ha. Và 8 cái bánh mình cũng quét tương tự như vậy. Sau khi quét xong mình để cho cái bánh nó hơi khô một chút thì mình xịt nước mình mới cho vào trong lò nướng nha. Bây giờ thì mình đi nướng bánh lần thứ hai. Lần thứ hai thì mình để nhiệt độ là 200 độ C và thời gian là 15 phút. Sau 15 phút thì mình lấy vỉ bánh ra và khi lấy ra mình phải xịt nước liền. Sau khi xịt nước để cái bánh nguội khoảng 15 phút thì Nguyên tiếp tục quét trứng thêm một lần nữa. Sau khi mình quét trứng xong mình để cho cái trứng nó hơi khô mặt mình mới xịt nước vào và đem đi nướng lần thứ ba nha. Và khi nướng lần 3 mình vẫn để nhiệt độ là 200 độ C, thời gian là 15 phút. Món bánh trung thu nhân đậu đỏ thì Nguyên có hướng dẫn cặn kẽ hơn, nếu mà các bạn muốn xem thì mình bấm vào đường link ở dưới phần nội dung mô tả nha. Bánh sau khi nướng lần 3 thì lên màu rất là đều và đẹp và vỏ bánh nó không hề bị nứt nha. Khi mà nướng lần 3 thì cũng tùy theo lọ nên các bạn phải ngồi canh, nếu mà thấy vỏ bánh nó sắp muốn nứt ra thì mình có thể xịt một chút nước vào trong lò trực tiếp luôn và mình nướng tiếp tục cho đến khi nào thấy vỏ bánh nó chín đều như vậy là được. Và mình để cho cái bánh nó nguội hoàn toàn mình bọc food wrap sau đó mình để từ 1 cho đến 2 ngày cho cái bánh ra dầu. Cái bánh này là Nguyên làm được 1,5 ngày nè. Do video này Nguyên làm cũng hơi trễ cho nên Nguyên không có đợi cho 2 ngày, Nguyên cho các bạn xem luôn. Cái vỏ bánh thì bây giờ nó cũng hơi mềm, nếu mà mình để thêm 1 ngày thì nó sẽ mềm hơn. Cái nhân bánh này do mình có dùng lạp vịt với lại lạp xưởng cho nên cái phần đế bánh nó sẽ hơi đen hơn là mình làm bánh ngọt nha. Cái bánh này nếu mà mình để ở ngoài khoảng 5 cho đến 7 ngày nó cũng không có bị hư nha, do cái phần nhân mình không hề cho nước đó. Khi mà cắt bánh ra cái lòng đỏ nó nằm ngay chính giữa và không có bị biến dạng, còn vỏ bánh thì mỏng đều, cái bánh rất là đẹp luôn. Như vậy là Nguyên vừa chia sẻ xong cách làm bánh trung thu nhân thập cẩm. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tố chè tại cá sấu thảy.